Người dân tộc của các bạn nùng tại thường là hai bàn thờ, một là cấp hai, hai tầng. Nhà sàn toàn bằng gỗ nghiến nhé, những cái cột bằng gỗ nghiến này, có những cái cột của nhà, có những nhà cột rất là to, cực to luôn. Cái này là mình dán là sao nè? Cái này dán vào. Hỏi em cô ông. Là phâu nhang bò. Tôi thấy là này đâu. À, không mất nữa, không mất lâu rồi. Dạ cô bác quý anh chị, thì trước mắt cô bác quý anh chị là một những cái dãy núi sừng sững. Và dưới những cái dãy núi đó thì chúng ta sẽ thấy được những cái ngôi nhà. Đây là huyện Quảng Nguyên. Thì nơi đây có những ngôi nhà đó là những ngôi nhà làng nghề làm hương. Vậy thì ở đây làm hương như thế nào? Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và anh Thành để cùng trải nghiệm cuộc sống của người dân làm hương ở đây như thế nào. Khá là đặc sắc khi thấy những cái ngôi nhà ở đây được lợp bằng ngói âm dương. Thì theo chia sẻ của anh Thành thì ngói âm dương là một có một cái làng nghề làm ngói thì rất là đặc trưng, những cái mái ngói đó. Và đây là những ngôi nhà làm hương. Nhờ sự hướng dẫn của anh Thành thì mới gặp được những cái làng nghề như thế này. Không khéo là dẫn dưới luôn đó nha. Dạ ơi, mấy tổ cân dầu tâm trong pháp bao nhiêu thì nhất là trải nghiệm nhôm thao hết gì ngay. Càng có ý đấy, thế nhất càng có ý đừng, nhôm thao hết gì. Ừ. Đấy, trong cái bàn của lán đó là càng có nó rồi đây. Ừ, thì càng có thể quay, càng có phải dân đó là. Chỉ hết thì càng có đó, chỉ cục thì càng có à. Càng có. Anh đang trao đổi gì với chị ạ? Về cái giờ giấc làm việc. À. Lại thấy ít nè. Ít người coi ở ngoài lề đường mà. À. À nước này nước gì anh Thành ha? À. Cái nước này nước bình thường nó phải không cô? Năm năm này bình thường. Năm bình thường thôi. Nắng nào cần ấy. À, nước bình thường thôi. Và bắt buộc phải nhúng thôi, ướt. Đấy. Đây là mùn cưa. À, mùn cưa. Mùn cưa, mùn của những cái loại gỗ mà có thể làm được cưa cái... làm được hương ấy. Dạ. Không phải loại nào cũng làm được hương. Họ cưa ra xong các cô đang cần đi mua thu mua về. Đấy, hương này. Nhưng mà ở đây gỗ là gỗ gì đấy làm mùn cưa làm hương ha? Bằng máy thẳng này, máy ở nó. Máy một cái phần. Tổng máy kèn này mới biến máy máy gì máy biến máy. Máy ở đó phần. Thường thường những loại gỗ và là gỗ nó không cứng lắm như cái gỗ nghiến thì không được, gỗ mềm mềm là được. Đấy, gỗ nào cũng được. Đấy, cô phải để. Đây này, đặc biệt là cái loại hương này nhá. Cái chất dính ở đây này, họ lấy từ trên rừng về. Một loại cây tự nhiên. Dạ. Họ khai thác khá là lâu rồi. Đấy, cây làm hương đấy. Thì họ chỉ cho họ lấy cái xong họ là trải qua rất là nhiều khâu rồi họ tạo ra cái bột này đấy. Nó có chất dính, chất dính đúng rồi, tạo chất kết dính đúng rồi. Xong cái tiếp theo là cho mình nhúng vào cái mùn cưa đi kìa. Cây tự nhiên, nói chung là hương ở đây họ làm tự nhiên. Không có chất bảo quản gì, toàn tất cả những cái cây tự nhiên hết, mùn cưa tự nhiên. Cây nó ở đâu trên này nhỉ? Cây là cây động. Để sao đây mấy ả này, có mây này. Có mây gì hả này? À đúng rồi, cây này. Bà con... Nó gọi là cái gì anh hả? Còn đây có mây thẳng này, càng hôm này. Bự chắc rồi. Bự chắc. Cà chắc. Bự chắc. Những địa phương đây là gọi là bự chắc. Đây này. Cây nó... mọc tự nhiên không ít khi trồng được lắm, thực ra mọc tự nhiên 100%. Nó sử dụng là mình lấy lại cái gì của nó? Cái dính, lấy lá của nó thôi. À. Lấy lá nó phơi khô xong đem về kiểu như nghiền thành bột ấy. À. Đấy, tạo chất kết dính. Rồi sau đó là mùn với lại mùn của gỗ. Mùn nước. Với lại nước. Ừ. Cây này không trồng được, người dân khai thác rất là nhiều rồi. Em thấy đây là những cái nhánh mà người ta chặt ra đây hả anh hả? Đúng rồi đấy. Chặt lâu rồi. Chặt về để người ta nghiền ra. Ừ, người ta khai thác. À. Cây này rất là đặc biệt. Tên phổ thông chịu, còn
chuyển cho phương đây gọi là cây sắt sắt. Ồ, khá là đặc biệt. Em thấy ở bên đây thì ngôi nhà của mình đó, ngôi nhà ở trong ngôi làng này thì tất cả đều là ngói âm dương hả? Ừ, đúng rồi. À, nhà sàn bằng ngói âm dương. Ừ. 100% là người Nùng. Ở đây làng này người Nùng hết luôn. 100% là người Nùng, Nùng An. Người Dao thì có người Dao đỏ nè, người Dao trắng nè, rồi người Nùng thì có Nùng An, Nùng In, à, Nùng Phản Sình, à, Nùng Lòi đấy, nhiều nhiều hệ Nùng, nói chung là Nùng thôi. Anh hỏi dùm em chị làm được bao nhiêu năm rồi? Rồi. Mấy tái hát đấy kìa, quấy đây. Hát gì cái này? Cô ăn cười chết đấy, như hai mươi chín tăng kề tao u. Hát đấy quấy à? U tăng nhau ăn mình sẽ đây là, đấy kề quấy u. Tiếp quấy à? Mấy tái càng kéo tao quấy lắm này này mày. Bao nhiêu lâu thì mới được cái hương như thế này à? Ừ? Bao nhiêu lâu thì mới được? Bao nhiêu lâu à? Có nghĩa là cô làm cái công đoạn đó qua đây nè. Cô làm là 4 à. Cô làm là từ sáng sớm tới giờ được bao này à? Từ sáng sớm tới giờ. Hay là làm tầm 1 tiếng. Hay là tắt giờ nó hát kể hứng này. Bà này. Sáng đến giờ này. Hình tâm đầy khỏi cho nó. Cô vừa làm được một lúc thôi, chưa được một tiếng thôi, được bằng này rồi. Nhanh thôi mà. Anh, bên kia phải là chất dính không? Đúng rồi, chính là cái cây, cái lá cây nghiền ra này, cô nhỉ? Chính là lá cây và rồi vừa rồi giới thiệu ấy đúng không? Có chất chắc ấy sao không? Chất này. Rất là mịn nhá. Cái này sát bột rồi. Sát bằng ngoại à, sát bột, tạo chất kết dính này. Nhất là độc lạ. Tuy nhiên. Phơi khô cũng được. Phơi khô sát bột. Anh hỏi giống cô, ở đây có tất cả là bao nhiêu gia đình làm hương như thế này? Tất cả bao nhiêu gia đình cô? Thôi 3 ngày, 4 ngày. Mấy kẻ hương hết gì nghệ ban bỏ trong này này? Ừ, ăn đấy ô. Tăng ban mấy kẻ hương đó, tăng ban mấy kẻ hương đó. Tầm 50 hộ. À. 50 hộ chuyên làm hương. Đấy. Nghề hương này có từ rất lâu lâu đời rồi. Bán khắp các chợ kia được Cao Bằng mà. Nghề hương này. Đấy. Mình thế. Nhưng mà em thấy ngày cũng khá vất vả anh hơn. Vất vả và cũng bụi. Phải đeo khẩu trang vào. Đó. Cô và cô làm 50 năm trong ngành rồi. Trong ngành làm hương này. Cũng khá là thành thạo luôn. Từ bé tầm 15 tuổi cô bắt đầu tập làm rồi. Vì cái công việc làm hương nó có nhiều cái bụi như thế này nên nhà mình là phải cất nhà sàn. Để ở phần trên mình ở, phần ở dưới này mình sẽ làm. Đặc thù của người dân ở đây là nhà sàn thôi, người Nùng ở đây là nhà sàn thôi. Thì thường họ có thể cho bò rồi. Mấy năm gần đây bắt đầu mới gọi là chơi cho bò ra ở riêng. Còn nhà sàn người Nùng thích là để cho bò lợn gà ở dưới. Chúng ta cái thời trước hay trộm cắp về mọi người, trộm cắp về châu bò, gà, vịt gì đấy ấy. Thì họ làm nhà sàn và vật nuôi để ở dưới quản lý, dễ quản lý hơn. Đấy. Còn bây giờ thì chủ trương nhà nước mình là đưa châu bò ra ngoài đảm bảo vệ sinh hơn đấy. Còn cái nhà sàn thực ra đặc thù của người Nùng rồi, nhất là Nùng An, người Nùng, người Tày, những cái bằng nhà sàn rất là nhiều, chủ yếu là họ sống bằng nhà sàn đó mà. Bây giờ một số nhà họ mới chuyển sang làm nhà cái bốn này. Mình có thể bước lên đó được không anh nào? Được mà, nên khám phá những kiểu mà dân ở đây. Bác cho cháu lên cái nha. Cháu ở Đồng Tháp. Vâng. Ở bên đây thì ngôi nhà bên đây được đắp đắp đất à? Bách đất à? Thế ngay đây. Mở bên trong thảo pháo. Anh ơi, đây là gom với lại đất hả? Vâng. Thì lâu không thì mình mới tạo được một mảng tường như thế này à? Cái này thực ra họ giúp nhau mà. Khi nào làm nhà mới nhá, lúc đầu quy trình làm nhà mới nhá, thì có một cái tường bách cái này. Người ta sẽ thuê cùng nhau làm, thuê cả làng luôn, cùng nhau làm. Dẫm bằng chân, dẫm bình thường ấy nhở. Cho rơm xuống, đào cái hố đất lên, sau cho nước vào, đất vào và cho rơm vào. Người dân tức là người mình dẫm chân đấy, dẫm xuống, dẫm xuống bùn đấy. Đấy xong đắp bằng tay nhá. Chát bằng tay thôi nhá, làm một thủ công hết. Móc qua xong uốn đi uốn lại, xong chát bằng tay cho phẳng thôi. Nhưng mà độ bền của nó như thế nào anh hả? Bền lâu lắm, anh thấy rất là bền, rất là lâu luôn. Mưa nó có bị thấm không? Mưa không ảnh hưởng gì. Thực ra hết vào ít, tức là nước hết vào ít thôi. Ảnh hưởng ít thôi. Mà nó khô nhanh thôi mà. Mục đích là mưa hết vào cũng chả sao.
và bên trong nhà ấy, nó hay rụng rời. Cái vệ sinh nó không được để làm quét khó lắm, nó hay rụng rời, rụng bụi ấy. Nên bây giờ một số nhà dân họ cũng chuyển sang làm ốp bằng ván. Qua bên bà đó luôn đi anh. Qua bà. Anh cho em qua cái nhá. Em đi ngang cái. Kể ơi. Bắt bà nhà sàn hơi tối một chút. Vào ngoài trong bình thường thì gọi là hơi tối một chút. Tháng 2 về đây. Có thể vào. Vào bình thường mà. À. Vào khám phá bình thường thôi. Còn là hơi tối. Ừ. Nhà anh yên nhà này. Ở đây thì có một điều em muốn hỏi anh như thế này nè. Thì tất cả người nùng dưới lại nhà anh thì mình đây là những cái miếng luyện đỏ ở bàn thờ, gọi là bàn thờ của anh, bàn thờ. Bàn thờ người nùng thì có hai tầng nhé, tầng 1 và tầng 2. Đấy. Ở các địa phương khác anh không biết, nhưng mà người dân tộc của các bằng nùng tại thì thường là hai bàn thờ. Một ở cấp 2. Nhà sàn toàn bằng gỗ nghiến nhé, những cái cột bằng gỗ nghiến này, có những cái cột nhà, có những cái nhà có cột rất là to. To luôn. Cái này là mình dán là sao nè? Cái này dán vào. Năm nào mình cũng dán hay sao? Có thể là thường thường là một năm làm một lần, họ làm những cái phong tục gọi là giải hạn chẳng hạn đấy. Đấy, hoặc là mừng nhà mới này. Có khẩu hiệu riêng mà. Mời ông Tào ông Mo về làm, viết những cái chữ này xong dán vào, làm thủ tục xong họ dán vào. Có nhà một năm làm một lần hoặc là hai năm ba năm làm một lần. Khá là lạ ha. À cũng hai tầng, ở đâu thì nhà người nùng nào cũng hai tầng hết hả? Nhà nào cũng thế. À. Thoải mái mà, nói chuyện thoải mái thôi. Dạ. Không, rất là thân thiện. À, con chào cụ. Con chào bà. À, bà nói chuyện tiếng Kinh gần không anh hả? Không biết nói đúng. À, anh hỏi giùm em bà năm nay bao nhiêu à? Mấy kia đây kia phải lên. Hầu như chín năm đó. 95. 92 tuổi thôi hả? Con vậy là. Anh việc mình tại sao mình lại dự trữ ngô nhiều như thế này? Ngô này vừa lấy từ trên từ ruộng về đó chứ. Để tranh thủ người ta lấy người ta không bóc được đấy. Người ta đang chuẩn bị làm ruộng mà. Thì người ta sẽ bóc lọc ngô ra xong trở về để vứt ở nhà luôn. Ai dành ở nhà thì tranh thủ lọc bóc lại, bóc vỏ. Trong vỏ người ta có thể để phơi khô để mà nhóm bếp hoặc là chăn trâu chăn bò, khuẩn bò vai bò. Chăn trâu chăn bò. Còn phần quả trong phần hạt ở trong á. Đây thì vứt vào đây phơi khô. Phơi ở ngoài này khô thôi. Sau khi khô thì mình sẽ làm gì anh à? Tách bộ tách hạt. À. Tách ra xong sát thôi, sát làm chăn trâu bò lợn gà thôi. À. Để cho lợn gà nó dùng hả? Còn cái phần này thì mình để chậm. Để đung củi. Chăn trâu chăn bò cũng được, hoặc là mình phơi khô xong lên nhóm bếp. Nhóm bếp củi ấy. Thì ở đây thì cái tục của mình ở đây thì làm ruộng bao nhiêu mùa và làm ngô bao nhiêu mùa anh ha? Làm lúa. Ruộng thì một vụ, ở khu vực này làm được một vụ thôi. Còn ngô thì có thể trồng được hai vụ. Một vụ chính và một vụ phụ. Là ruộng một vụ, bây giờ là vụ này là vụ chính này. Ngô là vụ thứ hai này. Có vụ đó. Sau tay nó đam mê cầu bay nó. Mất mấy đam mê cầu bay nó. Sau tay nó có thể đam mê cầu bay chứ. Là sao? Hả? Là sao anh Thành hả? À. Anh Thành hả? Là sao? Anh có thể giải thích nói cho em hiểu không? À, anh đang hỏi thì hỏi lại dân ở đây là năm 2 vụ. À. Trồng 2 vụ mà anh bảo đấy. Hỏi lại thôi. Vì anh gần đây mà. À. Không nắm được. Dạ. Thì trồng được 1 vụ thôi. À. Thì thiếu nước và lạnh quá. Có điều một điều đặc biệt là em rất là ấn tượng, đó là các cụ bà ở đây tuổi rất là thọ. Như bà đây thì 92 tuổi nhưng mà vẫn còn lại bắp lột vỏ bắp như thế này được. Ừ, rất khỏe. Cụ ông anh hỏi gì cụ ông? Lắp phâu nhang bò. Tôi phải nhà này đâu. Không mất lâu rồi. Ừ. Lắp phâu mất thử ra cho bò. Anh là con của cụ à? Cháu của cụ à? Cháu ông dây bảy đồ nhân coi bày lạnh bày tại đây này đây tại gì nè? Đây có bơ lạnh rồi, rừng bảo lạnh chạy rồi. Là như thế nào? Nhẹ khi cô về điều gì anh cô mua đây.
bà và bà nhiều tuổi rồi. Còn là hai cháu, còn con của bà liệt sĩ, đồng chí rồi 79 này này. À, chúng là 79 là chúng tàu đấy, rồi đấy. Năm 79 trước tàu rồi. Trước tàu rồi. Trước tàu của mẹ. Trước tàu rồi, trước tàu ở mặt đâu. À, trước tàu mặt đâu đi. Lá Lạc Sơn. À, trước tư Lạc Sơn. Có nghĩa là đi đi đâu chuyến tàu ở Lạc Sơn là cái Lạc Sơn. Cô bà chưa có bắt tay cái. Có chúc cô bà mình phải nói là chúc cô bà mình khỏe nha. Bà làm ra mấy kè chưa hò thì vui. Lại lại thì vui. Đi vui vẻ thật là lạ nha. Nói ra. Cũng vui đây cho nó. Ngói lạ ra. À, khi Bùi Hồ đến đây thì không khỏi ngạc nhiên khi mà tất cả những người dân ở đây rất là thân thiện. Về ngôi nhà thì rất là đơn sơ. Cô bác quý anh chị sẽ thấy ở trên cái trần nhà trên này là ngói, đây là ngói âm dương. Cứ chắc chồng anh nha. Mình lấy xuống một miếng để xem được không? Được hả anh ha? Anh nó sợ, em sợ gớt mấy miếng kia, miếng này nó gầy nè. Gói này rất là bền. Mùa hè mát lắm là gói này. Lợp gói này chắc cực công anh ha. Thì ở đây thì làng nghề này gọi là làng nghề làm hương. Thì xung quanh đó thì thêm một cái nghề phụ, đó là trồng lúa với lại trồng ngô như thế này. Theo chia sẻ của anh Thành thì bà con cô bác ở đây ngoài trồng hai vụ, một vụ lúa hai vụ ngô anh ha, thì những thời gian khác thì họ sẽ làm hương để có thêm thu nhập. Và không khỏi ngỡ ngàng khi mà đa số các vách ở đây đều làm bằng đất với lại pha với lại gom của cây lúa. Em ở miền Tây của em á, khi mà cất nhà thì cái cầu thang, đây là gọi là cái cầu thang. Ở đây gọi là gì ta? Thang lên xuống. Thang lên xuống. Thì bắt thẳng lên chính diện của nhà. Còn ở bên đây là bắt theo bên hông. Ở miền Tây là hai bắt thẳng lên từ trước này đúng không? Đúng rồi. Còn đây là bắt bên này. Nói chung là tiện đường thôi. Tiện hướng nào là họ bắt theo hướng đấy thôi. Chứ không hẳn là quan niệm là hướng nào bị hướng nào đâu. Chắc có thể là một phần là do cái hướng chính diện này để cho trâu bò nó đưa vô dễ hay sao ta? Châu bò là đi thế này. Châu bò là đa số nó bắt ngang lên vì tiện đường đây, cái hướng của đường mình đi lại ấy. Đấy, tất cả nhà này nhé, bây giờ làm tất cả nhà này, người ta vác bắt đầu lên thang nhá, bắt đầu lên thì người ta vác đồ trên vai, tức là hướng người ta sẽ đi lại ấy. Trong khi là bên cạnh thì người ta sẽ bước vào bên trong một đoạn, người ta đi lên. Với lại cái khi mà cái đường làng của mình nó nhỏ, mình bắt phần trước nó bị vướng đúng không anh hả? Đấy, sau mình làm nếu mà nhô dài như này thì vướng lắm đúng không? Rất là vướng. Tôi tốn nhiều diện tích. Sáng giờ thì cũng làm anh đã giới thiệu rất là nhiều bài tập sinh của người nông rất là hay cho em. Thì tiếp theo hành trình mình, tiếp theo là mình sẽ đi đâu anh ha? Đi thăm làng Rèm nhỉ, làng Phúc Tên nhỉ, cách đây tầm 3 cây thôi. Tiếp tục hành trình. Cô bác quý anh chị thì Bùi Hồ cũng khá là bất ngờ khi mà đến cái mảnh đất Cao Bằng này. Thì hiện nay thì cô bác quý anh chị cứ nghĩ tầm ở miền Nam mình thì từ giờ này tầm khoảng 5 giờ hơn. Nhưng mà đây điện thoại của Bùi Hồ gần 7 giờ. 9 phút nữa là 7 giờ nhưng mà trời nó vẫn còn rất là sáng luôn. Ở đây thì không có đèn đường nha, chỉ có một cái đèn đường xa xa kia thôi. Thì anh bảo là giờ này là ngày sao anh Thành à? À, ngày dài đêm ngắn ha. Kỳ lạ quá.